Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiên IQ. Và mình là Tiên đây. Tiên thì ok mấy bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một clip cắm trại. Đó chính là cắm trại ở gần ngôi mộ nha mấy bạn. Thì ngôi mộ nào để mình đi vòng vòng giường mình biết. Thì sẵn ngay đầu đường mình có một ngôi mộ. Mình mới nhớ ra là ngay đầu đường mình có một ngôi mộ. Bây giờ mình sẽ lên rủ bé Phú cắm trại chung với mình nha mấy bạn. Ok, let's go. Để lên tới nhà bé Phú rồi, bây giờ mình sẽ rủ bé Phú cắm trại nha mấy bạn. Nếu mà bé Phú đồng ý thì mình sẽ về dựng lều. Cắm trại không? Cắm ở đâu? Khoan, đâu cũng được đúng không? Ra mộ mày. Đó, cắm ngay góc dừa đó. Là đó mấy bạn, có một ngôi mộ. Đó, cắm ngay góc dừa đó, gần gần. Trong không gian luôn. Sao? Sợ không? Lắm đây nè, bây giờ mình sẽ đi lựa điểm nha mấy bạn. Ở đâu? Đó, mẹ mày mới bằng cỏ sạch sẽ đẹp đẽ kìa. Nè, bây giờ mình sẽ dựng cái lều ngay đây. Trời ơi. Rồi nè. Hả? Ở đây tối ngủ lăn rất mưa sao? Đây nè. Còn không, ở trên đây có bóng đèn nè. Cái gì mà ghế nè, ngay đây nè. Ngay đây là ok luôn à, có cái bóng đèn à. Chứ ở trong đó tối tối thui à. Bóng đèn hư rồi. Hư đâu mà hư. Điều tối này tao mới thấy bắt mà sợ sợ tao đám bây giờ. Thì ok mấy bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ cắm tại đây nha mấy bạn. Ok. Tối này ngủ đây nha. Ok. Ok. Ok nhỏ ra, ok lớn lên đây. Ok. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị lều và một tấm manh đằng mình lót ở dưới cho không dơ cái lều của mình nha mấy bạn. Còn Phú. Phú đi theo Tiên, Phú lấy đồ ăn. Phú sẽ vô trọng Phú. Xin tao tiếp. Tao phải đâu? Đi lấy đồ ăn nè, đi lấy liều phụ tiên. Đây, go. Ok, go. Go. Ok, thành. Tao khoen rít mấy bạn ơi. Hả? Khoen mấy bạn, Phú con rít nè. Phú có con rít nè. Ghê vậy trời. Ghê không? Rít trời, sự tích rít sao kể nghe ơi. Hả? Sự tích con rít sao? Trong đó Phú là ai là cũng biết hết rồi. Nhưng mà trên mấy bạn chưa biết kìa. Biết đâu. Nè, cái vụ ông bảy cứu. Ok. Lấy lều. Lều đâu? Chọn lều đây nè, đây nè. Đây, đây. Lều đây, hai cái. Phú hít ở riêng hả chung? Ông chung đi. Chung lấy một cái đi. Coi nhìn gớp cây á, cầm gì nè. Cầm gì nè. Buông, rồi cầm. Hình vậy đó. Chứ ảo kim Phú sợ lắm. Đi. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn Phú sẽ đi nha. Đã chuẩn bị lương thực đây. Mì. Hai ly mì và ba gói. Đây. Thì là mình đều. Bỏ. Mình không chơi hảo hảo nữa nha mấy bạn. Có tin đồn nó chiết xuất từ những cái dược phẩm không rõ nguồn gốc. Với lại không có nhiều độc phẩm gì đó ai biết đâu. Mình cũng không rõ. Được không? Lều đầy đủ nha. Cho nên mình đã bỏ hảo hảo rồi. Thì bây giờ là Phú giỡn hoài. Chú ba nè. Đi chơi. Không có tụt quá. Thì ok mấy bạn ơi, bây giờ mình ôm anh thằng Phú á, ôm cái đồ ăn luôn được và lèo. Thì bây giờ mình với nó sẽ đi lên tới cái mộ mình cắm trại nha. Tối nay mình sẽ kể chuyện ma cho nó nghe. Chuyện một người con gái. Thì ở đây là cái mộ của bố mình nên mình không có sợ nha mấy bạn. Tối về phải chạy dãy giò. Dạ biết luôn hả, ba cầm cái mát. Rồi tối tối ngày ba cầm cái mát không à. Còn không mình chơi ngay đây thôi. Đây cho an toàn. Ở đây đây, chứ ngoài kia cỏ mọc um tùm mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trải lại đây nha mấy bạn. Thích vô đó kìa. Dưới tàu lá dừa đó. Thôi cậu không cho dưới gốc dừa. Dưới tàu lá dừa. Đây nè. Đâu? Trải đây nè. Thôi, mấy cây được hơn. Chắc mấy đường này ai đi muốn hú rồi xin lương thực rồi mấy bạn. Ai chạy ngang, ôi ông đi ba bà đi lại cho con xin vài đồng cơm. Ở trong đây sạch nè, còn ở ngoài đó dơ. Ok, đây. Đưa cái mai rùa đây. Đây. Giống siêu nhân. Siêu nhân, chung chung với chán chung.
Chương Chương và Cha Chó. Đó chính là Chương Nhân Cường không? Chương Chương và Cha Chó. Chương Chương Cha Chó. Trời ơi. Cái nè. Chân. Kìa dưới cây nữa kìa. Cơm lại hồi gắn kèo để mưa giông bão gió tới bay là không đây nè. Trời mặc cái bộ đồ cái màu giống cái lều quá ha. Còn cây nữa không? Ghê chưa. Xong rồi mấy bạn ơi, thì bây giờ thì mình sẽ đi lấy màn gói lên nha mấy bạn. Mình phải có an cư rồi mới lập nghiệp. Thì bây giờ mình phải xây nhà trước rồi mình mới lo làm ăn được. Giờ mà anh có ở đâu anh điên? Trong nhà bố á. Vô đây. Vô lấy cái gì? Muốn cho cái gì cho. Lấy cái phường bịt mổ mổ ha. Đó. Bị mất hai mắt rồi. Vậy đây. Lấy gì vậy? Mình gói gì vậy? Cái gói cổ phun. Cái con gấu để cho anh đi nằm. Con gấu gì bị bể lòi lưu đít thì khí ghê quá vậy. Ủa giống cá sấu tao dưới vậy. Cá sấu này tao mua cho nó. Hồi sinh nhật mấy tuổi ta? Sinh nhật 4 tuổi tới nay à. Mà nó bị mất đi hai mắt rồi. Cái gói hơi đẹp không? Gói gì thâm kim ghê vậy? Chạy ke nha. Thôi thôi dễ ke nha, ke thôi vô dẹp đi. Thôi vô dẹp đi, tao xuống dưới tao lấy gói của tao mày ơi. Thôi cái này ôm mẹ cái. Coi có ngủ ở đây không? Hả? Tối nay ngủ đây nha. Biết đâu. Không biết gì hết mà. Cái này phú là để ôm còn còn cái này. Thôi dọc đi chẳng luôn đi. Vô lao đi, có bụi giờ hôm rồi mới để gói nha. Trời ơi. Trời ơi. Sao? Hả? Sướng nha. Kêu anh Tiên đem bánh. Anh Tiên đem bánh. Bánh gì cũng không được. Không. Hết tiền. Rồi. Hãy chứ ta. Cấp chạy hoài phú cổ kẹo vậy. Vậy nè. Chị ở đây mình nha. Thôi dẹp đi. Tao về à. Thôi. Bye. Đừng bỏ phú. Bye. Cái mẫu sợm chứ. Đi nha. Bỏ mình. Đi về á. Không. Nằm đi. Tiên, Tiên dặn nằm im đó, nằm im đó đi. Tôi đi về đây. Nằm im đó đó. Bye. A few moments later. Đâu nữa? Phú vô phú lấy con bà tổ cao. Lại giác Doraemon cho. Trời ơi. Hả? Sao mày trắng dữ phú? Con Doraemon là 500 nè. Rớt cái đèn của tao nè. Đèn đâu không đi? Đèn trong con Doraemon á. Đèn gì á? À rồi. Quá trời quá đất luôn mấy bạn ơi. Nặng quá đi ơi. Quá trời. Rồi bán được con rồi phải không? Đúng rồi. Đưa tiền đây. Rồi, bài hàng ra bán đồ đi, bán gói, bán hú nhồi bông. Nãy còn con cá sấu sao không lấy quên ha. Con khó khởi. Con cá sấu. Sạch sẽ chưa, trong đó sạch không? Sạch. Vô. Đó. Để tiền đi, cho nó. Hèn hèn. Mở cửa bên kia cho thoáng thoáng ơi, kéo hai hoặc đi à. Kéo hoặc kia trước, ừ. Rồi, kéo hoặc đó xuống. Rồi, giỏi quá. Bên đây nữa. Kéo rồi. Hết rồi. Rồi. Quá giỏi, tém vô. Thôi. Rồi sao nữa? Biết đâu. Rồi sao nữa? Giờ sao? Sao? Giờ sao? Sao giờ đi làm đồ ăn ăn chứ sao? Rồi, vô. Ok mấy bạn ơi, bỏ đây ơi.
Bây giờ hai anh em mình sẽ đi làm đồ ăn ăn nha mấy bạn. Ok. Bóp cục á. Đi. Go. Go. Đây, để vô đây. Lương thực là để trong đây. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi câu trạm cá của ba ông Phú nha mấy bạn. Đây. Nha. Nha, chịu không? Cá sặc có, cá sặc có chút xíu à. Cá sặc không hả? Cá sặc à. Hay cá thầy tượng? Hồi đó là mất hết rồi. Hai ly đó để tối ăn. Giờ mình ăn ăn mì cuốn bánh tráng đi. Mì hả? Mì cuốn bánh tráng. Rồi có xúc chứ đâu. Hết rồi. Hết cũng được nữa ăn. Ăn không? Ăn. Ăn cơm chưa? Ăn đồ nãy rồi. Rồi giờ ăn nổi không? Nổi đây. Phu sẽ lấy hai cái gói mì này ra Phu ăn nha. Rồi. Cổ này để không? Rồi giấu vô. Giấu rồi. Giờ bây giờ biết đi làm gì không? Giờ đi nấu nước mì. Hay giỏi dữ trời. Đúng rồi. Làm gì ông hẩm như biết không? Hẩm như biết. Hẩm là bỏ mì vô tô. Để Phú đi mượn cái nồi. Rồi Phú cầm cái nồi đó biết làm gì không? Đi múc nước. Múc nước làm gì? Múc nước để nấu mì. Làm gì vậy? Chơi FIFA là phải biết lụm mũ. Psych. That's the wrong number. Thì ok mấy bạn ơi, lẽ cái này là ăn mì sống, nhưng hôm nay mình có bé Phú mình sẽ làm mì nó chín rồi, sau đó mình sẽ cuốn bánh tráng nha mấy bạn. Như cái đợt trước mình làm vậy đó, thì bây giờ đói quá rồi phải ăn tạm vậy thôi mấy bạn ơi. Dịch này cũng đâu có gì ngoài hơn mì tôm đâu mấy bạn. Chỉ có khi nào mà dãy vào nước sôi lửa bỏng với mấy bạn thì chỉ có mì tôm thôi, đúng không? Đúng rồi. Đúng không, làm gì vậy? Đang chơi thục pizza. Ghê vậy trời. Thục pizza đồ. Đưa cái nồi tôi coi. Ok. Nấu nước lên mấy bạn ơi. Đây, nước nó nấm nóng rồi, mình sẽ cho mì tôm vào. Nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chỉ có mì tôm thôi. Đây, ngọt rồi. Mì là mì gấu đỏ mấy bạn. Dục Hảo Hảo qua bên đi, không chơi Hảo Hảo nữa. Hảo Hảo có những dược phẩm không đáng tin. Thiệt không? Thiệt. Mình sẽ giữ bịch dầu và bịch niêm lại nha mấy bạn. Đó, để vô luộc. Ok mấy bạn ơi, bây giờ trộn sơ thì mình sẽ lấy ra nha mấy bạn. Mình sẽ làm bánh tráng cuộn mì với muối với xúc xích cho bé Phú nha mấy bạn. Có xúc xích nữa nha, chứ không phải là mì không nha mấy bạn. Có xúc xích luôn. Có xúc xích luôn nha. Rồi chơi xong chưa? Chưa. Chơi lẹ đi ăn nè. Ok, ok mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ làm nha, làm y chang bữa hổm mình làm bữa ăn khuya cái chuyện ma gì đó. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắt xúc xích cho nha. Đó, ôi ôi, bị méo rồi, bị méo rồi. Phải rồi, phải rồi, phải rồi. Ơi. Xem tí nữa, rớt cái xích rồi. Xem tí nữa toàn. Đó, đã thấp. Ba mươi giây nó lọt ra một cây xúc xích các bạn ơi, tại vì quay mà dễ á. Mấy dao này của Mỹ mấy bạn dùng để đi đi phượt đi dùng rồi. Cái thịt ai? Cái thịt gì? Cái thịt người hả? Ghê thiệt, luôn lẹo. Đi cắt thịt người không? Rồi rồi, cho mang mắt hả? Nó chuyển kinh quá các bạn. Sau đó mình sẽ xẻ ra nha mấy bạn. Đó, xẻ tam giác vậy đó mấy bạn. Sao mà cái con nó yếu vậy anh ta? À, biết trong điện thoại không phải ngoài đâu hỏi tiên. Đó, ngon lành, ngon lành nha. Giờ bây giờ mình sẽ cuốn lại nha mấy bạn. Bánh tráng đâu không tiên? Đây đây đây. Đây, một sắp bánh tráng. Có đồ đũa chưa? Có đồ đũa rồi. Đây. Để sắp bánh tráng này lên cái nồi đi cho sạch. Để cho nồi ướt để trong chút mềm xèo hết. Ừ, giỏi. Thua rồi hả?
Mấy bạn làm giống mình nha. Đây, cho cuốn bự bự Phú ăn, cuốn là anh no luôn á. Đúng không Phú? Đó, một cuốn vậy nha. Sau đó mấy bạn tắt đi. Sau đó mấy bạn sẽ để xúc xích lên. Đó, sau đó mấy bạn sẽ rắc lên nha mấy bạn. Đây, để xúc xích lên hả Tiên? Ừ, xé cái bịch một lỗ như thế này, sau đó sẽ rắc lên. Rắc vừa đủ thôi nha, nó sẽ mặn đấy. Đó, đó, sau đó mấy bạn sẽ cuốn lại. Nè, mời đại ca. Chú ơi, từ từ. Mời nè đại ca. Để cuốn bánh này ra. Rồi mình để riêng bên đây nha. Để riêng đó đi. Đó, coi đại ca mình kìa mấy bạn. Nhức nách, giờ mình sẽ cuốn tương tự như thế nha mấy bạn. Nhức nách thì ok mấy bạn ơi, mình đã làm xong rồi đây. Thèn 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 thèn. Giờ đây chính là bãi chiến trường, mình sẽ đi gom lại. Dục. Gom bãi chiến trường rồi sau đó mình sẽ dục nha mấy bạn. Rồi ok ok. Đó, bỏ rác vô. Giờ sau đó mình sẽ mời bé Phú chơi game lẹ đi. Tao thỉnh mày ra ăn cơm mày vơi. Ủa ăn mì. Đâu đâu. Để đây. Để đây, đây, nghỉ đi, tắt đi, dẹp đi. Quá trời ở đất ghiền mấy bạn. Chơi chơi bây giờ là muốn không ghiền. Chơi mà mấy cái khác muốn muốn mới ghiền. Ghiền chưa? Chưa. Không ghiền tắt thôi, nghỉ thôi. Đi, tắt đâu? Bấm nút tròn. Tròn. Rồi nghỉ. Rồi, tắt đi. Ok, bây giờ mời mấy bạn ăn nè. Nóng dữ vậy? Gì nóng? Trời ơi, mày chơi gì máy tao nóng dữ rồi Phú. Ai biết chết đâu. Rồi. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình mời mấy bạn hưởng thức chung với mình với thành Phú bữa trưa nha mấy bạn. Ok bây giờ mời mấy bạn ăn nha. Cuốn nào nhiều nhất? Cuốn này nhiều xích nè. Cuốn này là nhiều nhất nè. Cuốn này ừ, từ từ đây chưa nghĩ ra. Dính kìa anh kìa. Đó, cuốn này là 4-5 cây xúc xích trọng á. Còn thường thường một cuốn mình có 2-3 cây à. Tại cuốn cuối cùng á mấy bạn, hết mì á. Nên mình dòng hết xúc xích trong đó luôn. Bây giờ mình mời mấy bạn ăn nha, rất là ngon. Hôm mời các bạn cùng ăn nha. Ừ, nó ngọt 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 ngon lắm á. Đúng không? Ngon. Ừ. Ngon. Ngon hết rồi không? Không. Sao vậy? Ai biết đâu, tùy thôi. Quá lạ quá lạ. Đó được mấy miếng xúc xích? 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng luôn. Ghê đâu, thiệt. Đâu? Đó quá trời luôn. Chẳng mắt nhăn gì biết. Có 2 miếng đâu, ngoài bên đây nữa. Cắn đậy vậy nè, ẩn cắn để gớt ơi. Chua. Bỏ lỡ mấy bạn ơi. Đã không? Nhức nát. Chị mua rồi đó, ăn lẹ gút luôn ngủ trưa mấy bạn ơi. Ra kêu hả? Ừ, chưa. Sáng giờ còn gặp những người này kia làm đồ ăn trong phút của mình làm mà. Nó mà ở chung mình chắc mình cho nó ăn mì gói không luôn á. Mì đủ hết, mì xào, mì luộc, mì nước, mì khô. Ừ. Nhiều không, nhiều không? 4-5 cây luôn thấy chưa? Chính là... What? Còn bên kia 2 cây. Rút cây bự bự ra coi. Ai? Rút bự bự cây này nè. Ừ. Đúng rồi. Đó. Gói lạo đó nè, chiên xong rồi đó. Gói lạo? Để... Mất ngẹn hả? Thì ok mấy bạn ơi, thì cái câu chuyện đó là nó bắt ốc của Quỳnh Như Vlog, sau đó nó bị kéo cái giò lúc mà nó la ngứa con cu quá mấy bạn. Là nó bị con ma nó kéo cái giò, sau đó kéo vô khúc nó đứng dưới vô trời cao, trời cao. Nó đu luôn cái gốc cây mấy bạn. Cái hên là cô đã kéo nó lên kịp chứ thôi là chết đó rồi mấy bạn ơi. Một cái đó là không biết mai gì à. Cái này gì? Mà ốc hả? Phê chưa? Hút chữ bị địch nha. Kem ói. Nước vô, nước vô.
Hết rồi. Không địch nha. Đưa cái vào thẻo luôn đít mày. Thôi. Đi vô mày, vô ngủ mày. Thẻo rồi lấy coi. Ơi, đạp đi thôi. Vô ngủ đi. Đây. Biến. Đi. Rồi bây giờ hai anh em mày sẽ đi ngủ nha mấy bạn. Đó. Rồi. Chết chui. Sao? Chết chui. Mình có che một tấm ở trên đằng, thí dụ mà tối có mưa thì cái tấm đó nó sẽ che nước cho mình nha mấy bạn. Có đi không? Có đi. Trời ơi, nằm quay cái gì ra ghê vậy? Che che lại bớt coi, tém tém lại bớt coi. Ờ. Quá trời luôn, bãi chiến trường của mấy anh em tôi. Ú ơi. Hả? Bây giờ hèm nước dừa quá làm sao? Bây giờ thì đi chặt dừa trộm của ba mình. Của ba. Trời ơi, mày liều vậy? Cây nào lựa đi, ra đây lựa đi. Đi. Quá trời dừa luôn mấy bạn đi ơi. Đi. Cây nào? Im nhỏ thôi, ổng ra tới. Gì? Cây nào? Nó ba muốn chơi à. Đang chặt ổng về tới chắc chạy quá. Nãy hả? Nãy anh đi tới không? Đó chín chưa? Đó nạo chưa? Để lấy đồ nghề mấy bạn. Đây. Bậy. Đâu? Theo kinh nghiệm thì phải gõ vô mới biết, không được. Đây. Đâu vậy? Ok. Trời ơi, thằng nhóc này thông minh. Đâu? Kìa, giờ bự lắm kìa. Để coi nó vài nào. Đây nè. Đúng rồi, đây nè. Này non, cái này được hả? Được thì chặt đi. Hả? Chặt đi. Chặt cái này ha. Đúng rồi. Hợp lý à. Bạn ơi, giờ cú quay nha. Đừng có gung. Ok. Im, đừng gung. Ok. Được không, anh Đen? Được chứ. Mấy này chứ mấy vụ ăn trộm tiền khoái lắm. Khoái không? Wow, trái dừa đúng là bự thiệt mấy bạn. Chết mà. Lấy dừa. Chết rồi mấy bạn ơi, bị phát hiện rồi. Nó đông kẹo hả? Ok, lại đây. Ok. Đục. Vừa trộn cũng không thành công nữa. Sao không thành công? Nó không ngọt như thế nè. Tại nó chưa có nạo, vừa non. Có cái không? Không. Sữa có cái chặt cho Phú An. Uống hơi thách. Thách Phú uống một hơi hết ca nước dừa. Ghê vậy. Trời ơi, lồi trái dâu ra kìa. Rồi không đổ để đó luôn. Biết là mình đã đi bụi rồi thì mình mỗi lọt nước rất là quý hiếm, biết chưa? Hết chưa? Rồi lên khoe cái bụng nè. Lạnh răng quá. Giờ chuẩn bị khoe nè, khoe vòng 2 nè. Hey. Tôi năm nay 20 mấy tuổi chưa thấy vòng 2 ai như vậy. Đất. Quá trời, quá đất luôn. Gina Hao. Sẽ chia đây đi. Yeah. Nè anh bảnh nhập nè. Hey. Ghê à. Rồi giờ đi đâu? Định đi ra chứ đâu. Quá trời quá đất. Gươm ghê gì vậy? Đi đói rồi thì giờ. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mấy anh em mình sẽ ăn vô ngủ nha mấy bạn. Thì đây gói cùng Phú và đó là gói của mình, thì bây giờ hai anh em mình sẽ đi ngủ nha mấy bạn. Đi dây mất hai mắt rồi hả? Con cái sâu nó mất hai mắt rồi. À dễ ha, cho móc mắt ta à, cho nó không biết đường về mương hả? Đúng rồi. Ok vô ngủ đi. Dạ đâu vô ngủ? Vô chui vô rồi té ngủ đi.
Ôm chuối. Ôm chuối. Tối nay ở đây ngủ là Phong Ba Bảo Táp gì vẫn ở đây với tao nha. Chiều mà chạy vô tao cắt cu mày. Vui không? Vui. Giờ giờ tiên ngủ nha. Ngủ gì? Tiên Phú ngủ nha. Ngủ ok. Ok, ngủ. Let's go. Ok, bây giờ hai anh em mình sẽ đi ngủ nha mấy bạn. Khi mà trời sập tối thì hai anh em mình sẽ đi kiếm ăn tiếp nha mấy bạn ơi. Rồi vô ngủ. Ngủ hả? Nằm bên đó. Nằm đâu? Phú nằm bên nào? Nằm đây đi. Rồi, nằm quay đầu bên đây nè. Quay đầu qua mộ không nên. Sao hả? Không nên, quay bên đây. Phú quay này cho. Phú nằm đây. Rồi nghe mộ nó sợ rồi. Sợ không đáy quần. Đây. Sợ không đáy quần. Rồi, nằm đó, nằm vô nè. Dạ. Vậy nè. Này giờ nằm rồi Tiên nằm cái đầu Tiên nghe đây. Cái giò Phú đây, hiểu chưa? Cái đầu Phú nghe đó. Ok không? Không hiểu. Rồi qua bên đó đi. Rồi nằm thẳng cái giò xuống đây. Phú nằm ở trong giò cũng sợ lắm. Cái gì gần mộ hả? Nằm đây chưa? Nằm đây cho gần mộ quá. Ngồi dẹp đi. Làm sao? Qua đây nằm chưa? Rồi. Đi. Đây là cái đèn mà tối để mình xài nè. Đó. Sáng không? Sáng trừng luôn. Chứ thôi là mưa nó không kéo thì nó ướt kèm nhẹp hết luôn. Ngủ đi. Giờ còn này cái gì? Cái đèn. Để chi vậy? Tối nó cháy à. Ghim vô lỗ đít. Ghim vô lỗ, lỗ mũi mới cháy. Ok, bây giờ thì mình sẽ tắt máy đi ngủ nha mấy bạn. Máy đâu? Tắt máy ngủ mấy bạn ơi, lên đường. Thế là thôi khỏi tắt luôn, để luôn. Làm biến luôn. Biến luôn. Nó bị gọi cái tầm thần chất đi. Chết đi. Trời ơi cái bụng quá trời nè. Kéo lên. Quá trời đất cái bụng con ngồi ơi. Mấy bạn ơi, trời mưa rồi, đây nàng tiên cá mắc cạn, giò dài. Chân, chân dài. Chân dài quyến rũ bờ mông. Thì sao nữa? Hết thuộc. Chơi hết số sinh mệnh, viêm bước vào trong. Thấy chưa, không phải chân không, khoe chân nè. Ok, bây giờ thì trời đã mưa rồi mấy bạn ơi, là một bầu trời rất là âm u. Một bầu trời gió đen. Đó mấy bạn ơi, trời đã mưa rồi đây, cây cột rất là cong luôn rồi mấy bạn. Mình bẻ nó thẳng cho mấy bạn xem nè. Ghê à. Đâu? Ghê dạ. Sao cong? Thấy cột cong không? Thấy. Nè. Mấy bạn thấy cột cong không? Nhìn mình bẻ nè. Ghê. Ảo thật. Ảo thật thế. Ảo thật. Gì? Mật khẩu là cái gì đọc ơi? Mật khẩu là cái gì đọc coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không được. 1 nè. Nè mật khẩu. Nếu mấy bạn quên mật khẩu mấy bạn hãy nhấn như thế này. Sao? Nè. Vuốt lên. Đây. Đó. Anh nhiêu. Ngậu không? Đâu làm lại rồi. Đây Phú làm chưa? Rồi. Rồi sao? Mày quên mật khẩu nhắn vậy nè. Thấy không? Thấy. Rồi sao nữa? À biết đâu rồi. Xem nè.
Sao? Hai. Dạ. Thì mấy bạn quên mật khẩu mấy bạn hả như thế này. Nãy không 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 rồi phải không? Đúng rồi. Đó. Để phú. Để phú. Đá nó vô. Để phú cho mà. Mấy ta? Không. Không vui. Đây. Này người ta chỉ chạm như thế này thôi. Không có nhấn. Ok rồi nè. Ây gì? Để phú. Nè khỏi cần bấm không không luôn. Rồi à. Vậy nè. Quê quá trời quê để phú. Lừa nhau à. Lừa nhau à. Cái này người ta mở bằng vân tay ông ơi. Vân tay đâu? Cái ngón tay này nè. Luôn rồi mấy bạn ơi nè, nhiễu bọc bọc luôn à. Mấy bạn thấy mưa không? Có bị ớn dụng là sao ta? Quá trời mưa luôn rồi mấy bạn ơi. Bây giờ hai anh em mình phải chịu bão, chịu lốc ở trong cái cây luôn nha mấy bạn. Mời mấy bạn theo dõi video này. Nếu mấy bạn thương mình, mấy bạn hãy like cho mình nha. Mình không cần thương hại. Nếu mấy bạn thương mình thật lòng, mấy bạn hãy like cho mình. Và mấy bạn đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ những video mới nhất của mình ra nha mấy bạn. Hôm nay cái thử thách này là chắc chắn tối nay sẽ gặp bão rồi. Tại đang trong mùa bão á mấy bạn. Tại được trò chơi rồi. Ghê dạ. Để xem nó tải trò gì nha mấy bạn. Trò gì? Trò gì? Chậu ke. Tải có được đâu. Tải không được hết. Này nó không giống như Android. Nó iOS. Bây giờ hai anh em mình đã vô tới chòi rồi. Bây giờ hai anh em mình sẽ trú mưa trong đây. Còn ở ngoài kia sóng gió mưa giông thì cứ để việc của thuận theo tự nhiên mấy bạn ơi. Hai anh em mình chỉ lo hai anh em mình thôi. Mở lên đi. Đây. Ủa hai anh em mình mới chui chổng ra, thằng này chui ra tắm rửa rồi nè mấy bạn. Còn mình, còn mình chưa tắm rửa gì hết trơn á. Trời, mình sẽ tập thể dục với thằng Phú xong mình sẽ tắm rửa, sau đó mình sẽ lên đây ngủ nha mấy bạn. Tập đá cầu nha. Rồi đá đi Phú nè. À coi Phú nè, đá được mấy cái? 5 cái. Dữ vậy? Chế Phú nè. Ghê vậy cha. Đừng để Phú nè. Ghê, 2 cái, 3 cái luôn. Giờ mình đá chuyền đi. Đá chuyền Phú. Đá qua tiên ơi. Để Phú. Rồi. Phải dữ hả? Ôi. Để mình đặt máy mình đá cầu nha mấy bạn. Ok. Ok ok, đá cầu mấy bạn rồi. Ok. Phải đàng hoàng. Chút chút nữa. Ok. Nè. Ok. Được chưa? Ok. Chúng nè. Quải ơi rồi. Ê. Ê. Chiều nào cũng lên đây đá cầu với nó mấy bạn. Đá giúp gì? Nghe không? Để phun.
Xém lò bán họng rồi nè. Nó chưa có chép vô trong cái giò luôn. Hú quá xỉu rồi mấy bạn ơi, thôi bây giờ mình cũng về tắm mà chẳng chuẩn bị mình lên mình ăn tối với nó nha mấy bạn. Ok, bye bye. Rồi ngủ luôn nha. Nha. Ok. Ok không? Ok. Ok làm sao? Ok. Ok. 3 phút đâu? 3 phút phút nè. Chỉ răng. Có răng không chị á? Ok mấy bạn ơi, bây giờ đã tối rồi, hai anh em mình nè. Đó, cầu thủ đá banh số mấy đây? Không, đồ không có số luôn nha. Ủa? Mấy bạn. Số mấy? Số 9. Ok, số 9 thì bây giờ hai anh em mình sẽ ăn mì cho đó nhâm nhi một hai câu chuyện. Đây. Câu chuyện, đi đâu ra đó mày, đi liêu vậy? Đèn nhà Phú mới mở á. Ok, đèn nhà Phú mới mở mấy bạn ơi. Không biết có đủ ánh sáng để mấy bạn thấy mình không? Thấy. Ồ, thấy rõ không? Ok, một chút nó sẽ chá thẳng vào con mắt luôn. Ok, thì bây giờ hai anh em mình vô sẽ... Vô liều thôi. Nhỏ thôi, tối rồi. Ghê quá. Ghê hồn. Ôi, ai hớt tóc được cháy vậy trời. Đẹp. Đâu, đâu. Cái quả đầu đâu? Đầu cắt môi. Quay một vòng một tiếng coi ơi. Từ từ thôi, đây, đứng im đi. Đứng im đi, tiên quay rồi. Ngay nó. Già lắm rồi. Quá trời xuất sắc luôn. Một thợ cắt tóc chuyên nghiệp ở trên Thảo Tây. Đó chính là chị Hai Phú. Thảo Tây đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ nó nước không à. Mình xin dời điểm nấu ăn vào trong một cái sân nhỏ của bé Phú nha mấy bạn. Để trời ở đây em. Ở đây mới mưa xong đó. Không nhớ hết trời. Mưa đùng đùng luôn. Mưa ướt niệm ở trong luôn. Chắc một chút mình sẽ dọn về nhà mình ngủ á mấy bạn ơi. Tại vì bây giờ cái lều này nó đã không còn kín đáo nữa rồi. Sao? Bây giờ Phú ôm gói của Phú vô nhà đi thôi, ướt á. Ôm vô đi. Thấy đường không? Đây. Rồi gói Phú ướt không? Gấu ướt em rồi. Của Tiên có ướt không? Ướt nhiều không? Gấu ướt nè. Rồi ướt luôn. Rồi ơi, ướt em mình nè mấy bạn ơi, về sao ngủ. Cái gì vậy? Không, chỗ của mình không có ướt nha. Ở trong đây thì nó không có ướt. Chỉ ướt ngoài đây thôi. Rồi dơ con chuối vô rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy bếp ga. Sau đó mình sẽ lấy 2 ly mì và cây xúc xích còn lại nha mấy bạn. Mình ăn khuya, kể chuyện ma cho mấy bạn nghe. Nè. Phú. Bây giờ thì mấy bạn ơi, mình với bé Phú sẽ vô nhà nấu ăn nha mấy bạn. Tôi mang dép đất luôn à mấy bạn. Quá trời quá đất luôn thấy không? Đâu? Nè, dép cái cọc dây. Nhà Phú còn có máy nước à, không cảm nha. Không cảm hả? Có chứ rồi, còn một máy nước là để dành là để tối nè, để nó nấu mì ăn. Không cảm nha, còn hết nước rồi. Quá trời quá đất, em mình luôn mấy bạn ơi, tội nghiệp thiệt chứ. Quá trời mấy bạn coi, mấy bạn like cho nó đặng mình tặng cho nó ăn thùng mì gói nha mấy bạn. Quá trời rồi. Thêm ôi thùng, thêm mấy thùng nước lọc nữa ha. Đúng rồi. Nước là quý lắm đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Hồi tiên có hai hồ nước mưa lấy được không? Xạo ke, tao mới thấy má mày chở thùng nước rồi chiều về sớm bập tay về. Xạo ke hả mày? Hả mày? Chứ có nhiêu đâu. Có nhiêu có thùng. Đúng rồi. Bây giờ thì bắt nước nấu mì đi anh. Ok. Này, rồi lấy gói mì nào đem ra đây. Mì gì? Chọn gói nào, chọn ly nào. Gói nào cũng được. Rồi đó, phải lắm, gói nào cũng được. Mấy gói nào cũng được, đứng lên liền luôn. Đi nào. Sao
mì con bình này sao sao mà nhìn nó cũ à? Đâu? Mấy bạn ơi, bây giờ mấy bạn có nhìn được ngày sản xuất hay không? Con mì hết hạn rồi sao? Nó đã hết hạn rồi nha mấy bạn. Rồi giờ sao? Thì mình cũng ăn đại luôn chứ bây giờ đói quá làm sao mấy bạn nè, mình che cái đèn rồi cho mấy bạn xem cho kỹ. Đó, ngày 24 tháng 8, bây nay là 28 tháng 8. 4 ngày nhưng vẫn còn ăn được, mình hy vọng là mình sẽ không bị gì qua cung trăng đêm nay nha mấy bạn. Oh no. Oh no. Oh no. Rồi giờ khui mì thôi. Ok. Đó, thanh niên rất là tích cực trong việc ăn uống, làm rớp rẻ lắm, mình không kịp quay luôn mấy bạn. Chơi. Đây chính là thanh niên. Nè. Hai cái đĩa đủ. Này là nước súp. Hèn chi hồ chiều là phú ấy cái lô mì này là cũ lắm rồi. Nó hết hạn mới có 4 ngày mấy bạn ơi, nhưng vẫn ăn được nha. Rồi ăn là có ỉa không? Sao mày vô duyên ăn gì không ỉa? Đúng không mấy bạn? Ăn cái gì cũng ỉa hết, mình sợ gì nữa sợ. Quan trọng là ỉa chảy, ỉa thường. Hả? Cái đó thì để Tiên ăn xong ngày mai Phú xuống Phú hỏi thì Tiên mới trả lời được. Ok. Tại đó giờ mình chưa có bao giờ mình ăn mấy như vậy hết mấy bạn. Chỉ có hôm nay trường hợp đặc biệt với lại dịch không ăn lẽ bỏ uổng lắm. Biết bao nhiêu người không có ăn. Hên nè, hên là hồi nãy là anh Tiên cạn Phú hết chứ nãy cầm luôn rồi. Hồi nãy nó tính là rồi dục rồi mấy bạn. Nãy cũng cầm nè, cầm luôn mì nè. Hên ha. Hên. Hên là anh Tiên cạn ạ. Bây giờ mình sẽ chia xúc xích ra cho đều nha. Thôi cho Phú phần nhiều hơn thì mình ăn phần ít thôi. Đây. Đó, cây dài cây ngắn. Ok. Ok không? Ok. Rồi cây ngắn cho thằng Phú. Ok không? Ok. Rồi nó chứ nè, cây dài cầm. Dài đây. Bây giờ, ăn hả? Ăn mì với xúc xích là ăn ngon lắm rồi. Đó. Như vậy đó mấy bạn nè. Trời ơi cái này nó phản chủ. Đó. Đây. Đây, mày chết. Thấy điều luyện không? Điều luyện. Đẹp không? Nó gọi là một cái tầm chất đấy. Tầm chất gì? Đây. Tao lên. Quá nhiều. Đấy. Quá xuất sắc mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, giờ mình sẽ chế mì nha. Đó, tới ngay chỗ mà cái lằn người ta ghi đó mấy bạn, có cái lằn đó, chế ngay cái lằn đó. Đâu? Đó. Rồi sao ly mì thì có Tiên không nở nè. Rầu quá nè. Đã nó rồi là mì hết hạn mà. Hạn không? Hết hạn rồi. Cũng ngon mà. Ăn đi. Hả? Ok. Đây chính là muỗng của bé Phú. Muỗng của mình. Mà chưa được đâu, phải đậy nắp lại cho nó nở mì. Hợp lý rồi. Hồi nãy Phú xé rồi cũng có trường. Ok, mấy bạn đợi trong giây phút nha. Mấy bạn ơi, bây giờ thì mình với bé Phú sẽ mở Phú. Tiên thì bỏ đường, Phú thì tương ớt nha. Mở Tiên ra cái ơi. Cướp hà, hết hồn, ngon như vậy. Sẽ bỏ vào một miếng đường nha mấy bạn. Rồi sau đó ông Phú sẽ bỏ tương ớt. Đây, ớt. Đâu? Wow. Quá ngon. Ok. Ngon không? Nở chưa? Ai biết đâu. Nở rồi. Nở rồi. Ngon quá vậy. Của Tiên nở chưa? Mình không biết hết hạn nó thì sao. Ơi nó cũng vậy à. Tại chắc mới mấy ngày không sao đâu mấy bạn ơi. Chắc còn dùng được á. Trên 10 ngày là ăn là có sao. Ổng này mới 4 ngày à. Là không có sao. Đúng rồi. Thấy trăng với thấy pháo bông không hả? Đúng. Đang pháo bông chưa?
Ôi chân sang bắn pháo bông à đùng đùng. Ôi chân sang bắn pháo bông à đùng đùng. Ghê không? Gõ vô nhịp ghê không? Ghê không? Ghê. Một giờ đi đánh trống ha. Trống lên mà được không? Thôi dẹp đi. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mời mấy bạn hưởng ức nha. Giờ mời 3 lần rồi đó, chỉnh cái máy không mời 3 lần rồi đó mấy bạn. Hết hạn, mì hết hạn. Hết hạn chưa? Nè. Hết hạn 4 ngày. 4 ngày. Mà vẫn ăn luôn hả? Vẫn ăn luôn, đói quá rồi. Thú vẫn ăn luôn hả? Thú thì còn hạn, còn thì tới tuần mấy, 2 tuần lận. 2 tuần. Còn mì này hết hạn rồi. Trời, tối nay mày ôm toilet hả con? Người ta dự trù vậy thôi chứ. Khi hết hạn người ta cũng phải còn một khoảng thời gian nữa mới hư. Quần. Thiệt. Ngon. Cũng ngon chứ. Đâu có mùi vị gì đâu. Hai mê bỏ liều chạy vô đây à hả? Mưa ướt hết rồi. Chiều tao kêu dẹp vô không chịu. Rác đụng lẹ thiệt. Nó đang ăn mệt ghê quá mẹ ơi, vô diêm quá Tiên ơi. Mày mà địch cái nữa là tao giục cái máy quay mày tao chạy luôn á, tao cho mày biết trước á. Không hối, chịu yếu rồi. Vô mấy bạn. Không, vô đây. Thôi có mấy con mì không nở nha. Kìa quá đó. Đát hết hàng rồi, nó không nở. Không nở. Mì lâu quá. Á cơm ăn ngon vậy á. Rồi liều ướt rồi sao tối nay ngủ. Nhà nháy ngủ mấy bạn ơi. Vậy cũng bài đặt. Tính cắm trại nhưng mà ông trời thời tiết á thì mình không sợ, mình chỉ sợ cái liều mình hư giữa chừng giống lúc này thôi. Ôi ngon. Gói mền ướt hết rồi mấy bạn ơi. Xong phim luôn. Tối khỏi ôm con cá sấu luôn. Cá sấu được bữa không hủy ke. Cá sấu gách gách chị ngủ hả họng rồi, sáng dậy có con họng gòn không? Thường chỉ ba mày á, mấy con gấu nói là tao ma vậy không á. Ghê vậy. Sáng ngủ hả họng à. Rồi sáng dậy một họng bông gòn không à. Không biết tối ngủ ăn cạp cái gì á mấy bạn. Rồi mày mai lại hả? Mày biết mai luôn hả? Biết, tao mai đẹp lắm, mai không thấy dấu luôn á. Ghê vậy. Ghê. Tao sọt qua sọt lại cái đâu rồi tôi rút. Là nó vô ngay lần cũ. Nó không có dấu chỉ luôn. Ghê. Thấy vậy chứ mình cũng dịch nữ công dây chánh lắm mấy bạn. Chị Tiên mà. Bậy. Có ghệ rồi chị Tiên qua. Chị Tiên mà. Ngon. 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 Mình ăn xong đêm này mình sẽ kết thúc video nha mấy bạn. Tại vì cái liều của mình chắc ngày mai mình sẽ sửa lại rằng mình làm một cái quà clip hoàn thiện cho mấy bạn xem á. Thì lúc đó mình sẽ cắm trại ở trên sông luôn nha mấy bạn. Ghê vậy. Nếu các bạn thích cái ý tưởng đó của mình, mấy bạn hãy để lại phần comment là ok anh Tiên làm cái ý tưởng đó đi nha. Thì mình sẽ xem nhiều bạn bình luận thì nhiều bạn yêu cầu thì mình sẽ làm nha mấy bạn. Mình sẽ lấy đa số thắng tỷ số. Được quá. Ghê vậy. Hết rồi hả? Nó lùa như đói quá mấy bạn ơi. Nó lùa như mai xây lúa. Thú ăn làm hết có nửa ly à. Tiên dần tiên hấp cái nước là hết rồi. Thì không? Ăn nhanh nha. Nè hết lên nè mấy bạn, lùa lẹ không? Ghê vậy. Quá lẹ. Những máy xúc vậy mà. Gọi là máy đập liên hợp. Liên hợp 12 nước á mấy bạn. Chứ một nước là đập không lại mình đâu. Mình vũ bui bui ghê đó. Biết vũ bui bui làm gì? Không. Đài xưa người ta gọi đi vũ lúa mướn á, vũ mà vét lúa á, người ta cài ra cái, người ta lấy lúa về hết rồi, cái mình đi đập từng hộp, từng bụi, mình lấy lúa về, mình giả ra gạo á. Ngồi dầu, hai anh em bé ăn uống khổ sở quá. Ok mấy bạn ơi, giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị và mấy bạn muốn có cái thử thách nào dành cho mình á, mình sẽ xin chấp nhận nha bạn, để đền lại cái thử thách ngày hôm nay bể quá. Lũng rồi. Thì nếu mấy bạn thấy video của mình, mấy bạn thông cảm cho mình nha. Ok, bye bye, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.